Xin chào mọi người, tôi là Olaf và tôi yêu ấm áp á. Olaf? Được đó, Olaf. Còn cô là... Mình là Anna. Còn đứa đầu tóc bù xù mặt lù đù đằng kia là ai? Là Sven. Con Tuần Lộc tên gì? Sven. Hiểu, ôi cầm tên, dễ nhớ quá trời quá đất. Nó muốn hôn cái mũi của tôi. Tao cũng yêu mày. Olaf, Elsa làm ra cậu hả? Ừ, sao? Cậu biết chị ở đâu không? Ừ, sao? Chỉ đường cho chúng tôi tìm chị ấy nha. Ừ, sao? Sao cử động được ta? Yên coi, Sven, tôi đang cố tập trung á. Ừ, sao? Muốn biết tại sao hả? Chúng tôi cần Elsa trở lại mùa hè. Mùa hè? Tôi không hiểu tại sao, nhưng lúc nào tôi cũng thích nghĩ về mùa hè. Mặt trời và mấy tiếng nóng. Thật hả? Chắc là cậu chưa có kinh nghiệm nhiều với mùa hè. Chưa.